Ngày 25 tháng 3, Công an quận Tân Phú đang điều tra làm rõ vụ cháy tại một nhà dân trên đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ ngày 25 tháng 3, người dân sống tại hẻm nghe tiếng nổ, sau đó phát hiện cháy bên trong căn nhà gồm một trệt hai tầng. Lúc này, người dân hô hoán chạy đến hỗ trợ dập lửa nhưng căn nhà khóa cửa nên gọi báo cơ quan chức năng. Lực lượng tại chỗ sau đó đập cửa căn nhà để dập lửa. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Phú điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, chống cháy lan. Theo người dân, căn nhà trên được chủ dùng để chứa hàng hóa. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong căn nhà không có người, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ghi nhận đến trưa cùng ngày, chủ căn nhà đang cho nhân công xe đến thu dọn những đồ đạc bị cháy ra ngoài đem đi xử lý. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.